Mới mưa có một đêm thôi mà anh chị nhìn thấy nước nó về quần quận như này này. Mình mà làm được cho bà con cái tràn này thì quá là tuyệt vời, hạnh phúc luôn. Em chào cả nhà, chúng ta đang đứng ở trên cây cầu Lậm Sái đây. Hôm nay thì không phải gọi ai cả, hữu xạ tự nhiên đường. Hôm nay không phải gọi ai, hữu xạ tự nhiên đường. Bà con thấy cái việc này nó ý nghĩa nó tốt thì tự ra giúp đỡ anh em tổ thợ thôi, chứ cũng không phải thúc giục gì hay là dọa lạt gì cả. Mọi việc em làm từ trước giờ vẫn trên tôn trọng tinh thần như thế mà. Hữu xạ tự nhiên dương, đại nghĩa thì ắt sẽ thành công. Mình cứ làm việc gì tốt, có ý nghĩa thì tự khắc có người đến giúp mình, đi theo mình mà làm thôi. Em thuê con máy xúc 75 này để giúp bà con không phải vất vả quá nhiều. Chứ bây giờ mà trộn tay cái khối lượng công việc như này thì cây cầu này phải làm hàng tháng mới xong. Mình sống ở trong cái thời đại 4.0 rồi, mình phải tranh thủ máy móc chứ không cổ hủ như ngày xưa được. Em chào nhà nhé, đang làm mặt cầu đây, tí nữa là sẽ đổ dài dài, con đường nó dài dài trên kia một chút. Tuy là nó cũng không thuộc phạm vi của cầu đâu, nhưng mà thôi thì đường bao đường dẫn thì mình vẫn phải làm thôi. Làm càng nhiều càng tốt cho bà con, không có gì để nghi ngại cả. Ok, cuộc đời sống được có bao nhiêu lâu đâu, giúp được nhau đâu phải nhiều cơ hội để giúp đâu. Em chào cả nhà nhé, hôm nay là tròn 5 ngày cây cầu của chúng ta tính từ ngày khởi công thì đã được như thế này rồi. Em làm các cái mũi nhọn này, các cái mũi nhọn giữa hai cái lỗ tiêu thủy này để làm gì, để mà khi mà cái cơn lũ, những cái gì mạnh mẽ nhất của cơn lũ nó đến ấy, thì sẽ bị cái mũi nhọn này nó phân tách ra, những cái mũi nhọn này nó phân tách cái dòng lũ to ra và chạy thẳng vào trong cái miệng cống, nhằm bảo vệ các cái chân cầu, cái điểm sung yếu nhất của cây cầu không bị lũ nó đánh, làm mất cái chân cầu, mất các cái mố cầu quan trọng của mình. Cái mặt cầu này em đổ là 30 phân, nên là khi mà xong xuôi thì cái cầu này nó sẽ cao hơn cái cốt nền cũ là 1m35 hay 1m40 gì đấy, thì bà con đi lại thì rất là ok. Ở trên này em có cắm các cái cọc tiêu, để cho bà con biết là cái tình hình nước lũ nó lên đến đâu rồi, nó ngập qua mặt cầu bao nhiêu lâu, chỗ nào là mặt cầu. Em cắm nó thoáng thưa thưa này để đề phòng rác rưởi, khi mà lũ nó to rác nó về thì nó không bị mắc vào các cái ở trên này, không bị mắc vào các cái ở trên, các cái lan can, các cái cặp tiêu này. Sau hôm nay thì chúng ta sẽ tạm thời nghỉ 2 đến 3 ngày, nghỉ hai ngày để cho cái kết cấu bê tông ở bên này nó đông cứng lại. Ở bên chỗ đang mình đang lấp dòng này nó đông cứng lại. Ngày mai mở nước rồi chạy sang bên đấy là làm tiếp cái phần này, làm tiếp cái phần con suối này. Từ đây sang bên kia nó tầm được khoảng 7 mét, làm tiếp cái 7 mét đấy. Đây là mặt đằng sau, hôm qua em đã trình bày rồi. Kia mình làm cái đường dẫn đi lên cho bà con. Mai mốt mà có tiền thì sẽ làm thêm một đoạn nữa. Còn thừa tiền thì sẽ làm thêm một đoạn nữa.
tổng kinh phí cho cái công trình này nó cỡ khoảng 100 triệu hay hơn 100 triệu gì đấy. Nó rất là nhỏ so với mà làm cái cầu cứng, nhưng mà nó phát huy hiệu quả thì chắc là 1 9 1 10, chẳng biết thằng nào hơn thằng nào. Thôi em tạm dừng video ở đây cả nhà nhé.